zombie apocalypse. Đây là máy Atman 303S, có công suất là 6W, máy có khả năng đẩy cao được 90cm, lưu lượng nước chảy trong 1 giờ khoảng 600 lít nước, dùng tốt cho các hồ từ 45 trở xuống, là máy có thể lọc tương đối sạch sẽ. Rồi tùy theo điều kiện các bạn set up hộp lọc như thế nào nữa. Đây là dòng máy Atman 303. Trên thân máy sẽ in cái logo của nhà sản xuất. Đây là phía trước của máy. Nhìn rất là đẹp và chắc chắn, không như những cái dòng máy bơm khác. Còn đây là những cái linh kiện đi theo máy Atman. Các ống nối của thằng Atman 303 nó sẽ tương đối giống với thằng Atman 302, gồm có đầu lớn và đầu nhỏ. Đây là cái đầu nhỏ của máy Atman 303. Đầu nhỏ này có đường kính là 90mm. Các bạn lưu ý đừng cắm chặt quá nha. Nếu mà cắm chặt quá đến lúc giật ra rất là khó. Để lâu có khi nó sẽ dính luôn. Trong các ống nối của máy Atman, mình thích nhất là cái ống nối này. Cái ống nối này ngoài chức năng đẩy nước lên hợp lọc, nó còn có chức năng là nó hòa một lượng oxy nhất định theo nước đi vào trong cái hợp lọc của mình, giúp cho hồ cá của mình nó có một cái lượng oxy tự nhiên. Đây là cái sợi dây nối. Cách sử dụng là chỉ việc cắm vào cái chìa ra như các bạn thấy đây. Còn cái ống đen á, các bạn cố gắng dẫn lên phía trên mặt nước để nó có thể lấy được oxy. Ngoài các co nhỏ thì họ có cho một cái ống nối lớn. Ống nối này có đường kính 13mm để sử dụng cho cái sợi dây nối lớn hơn. Ngoài ra đi theo cái dụng cụ này, chúng ta có một cái đầu co. Cái đầu co này nó sẽ giúp chúng ta thay đổi được cái vị trí của sợi dây nối ống nước. Lúc này chúng ta có thể điều hướng được cái sợi dây ống nước đi vào phía trong góc của hành hồ cá. Cái co này rất là lợi hại đó nha. Ngoài ra dòng Atman 303 còn được tặng kèm theo một cái chân vịt. Cái chân vịt này mình nghĩ mình ít khi nào sử dụng tới lắm.
Tại vì dòng máy Atman này mình thường dùng để là bơm hồ cá. Còn cái chân vịt này mình nghĩ giờ là dùng để đẩy nước, tạo luồng nước chẳng hạn. Nhưng mà mình nghĩ không cần lắm. Còn với các bạn sử dụng hồ ngoài trời mà để làm đài phun nước thì mình nghĩ nó phun không tới đâu đâu. Tại vì lực của cái máy này chỉ có 6W thôi, tương đối yếu. Về hình thức của máy mình thấy là chắc chắn, cứng cáp hơn so với các dòng máy bơm khác. Khi các bạn muốn mở Atman 303 ra để vệ sinh máy thì mình chỉ cho các bạn chỉ cần hướng cái logo về phía các bạn. Bạn để tay giống như mình vậy nè, và chỉ cần lắc nhẹ cái rắc xong, vậy là có thể mở ra một cách dễ dàng. Rồi sau đó chúng ta chú ý vào cái ngàm của cái máy bơm nha. Chỉ cần mình xoay nhẹ đúng chiều cái là nó sẽ tự nó bung ra. Thiết kế cực kỳ chắc chắn. Vậy là có thể tháo ra một cách dễ dàng. Việc mình tháo ra như vậy là có lý do. Sau một thời gian các bạn xài, nó sẽ tự nhiên yếu đi. Thậm chí có khi nó sẽ bị đứng lại. Thì lúc này có thể không phải là do máy bơm bị hư đâu, mà do trong quá trình lọc hồ cá vậy đó. Rất là nhiều những đồ dơ bám vào bên trong cái motorway này. Mình chỉ việc tháo nó ra. Cái motorway 500 này mình cứ lấy ra như vậy và vệ sinh sạch sẽ. Thường thì do lý do nó quá nhiều đồ dơ, đôi khi là nó dướng những sợi tóc, sợi chỉ, rồi có cả cát đá rớt vào nữa. Các bạn thấy mỗi lần máy chậm thì cứ việc tháo ra vệ sinh như vậy, sau đó cứ lần lượt ráp lại như cũ. Cố gắng thấy nó vào khớp là được. Sau đó đậy lại. Nhớ ấn sát cái ron rào để cho nó vào khớp và khóa lại. Vậy là xong. Và cuối cùng là đóng nắp lại. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tell me that you love me, even if it's fake.